em lên lúc nào đứa đóng thiếu 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 gì thiếu nỗi buồn á, thiếu niềm vui. Đi xuống cơm mình nói lại nó mới chào em đâu. Giọng bà Na vui. Thôi xuống dưới đi. Một xe không đủ. Ba xe đi. Tên đi quay đỡ cực ở bên kia đúng không? Ông giật mình luôn. Em đang nằm xích ở bên đi sáng này. Đó, đúng rồi. Hiểu ý luôn mà. Giỏi ghê á. Bao nhiêu lần đến với sao lắm. Em ăn chỉ lắm, em không thấy tìm tìm nữa. Rồi đó tìm tìm. Hôm nay trưa hay sáng phải không? Sáng. À. Mí đó. Trước mà cắt mí mà. Một tháng chưa. Chưa. Tháng rồi ha, nhanh nè. Đi đi học rồi. Ừ, bình thường đấy. Ăn thoải mái. Nâng mũi là tới mấy tháng? Nâng mũi hả? Nâng mũi chị cũng tháng chị ăn lại bình thường. Mà một tháng mình như đó là chắc là giảm xuống cái này cái nữa đó. Không, em mình ăn hạn chế mấy cái đồ với mũ với lại sẹo đồ thôi. Tính ra mình cũng kiêng đồ nếp cái mấy hậu, nó phải tôm về. Đấy, chứ có chi đâu. Bò heo mình ăn bình thường, cá mình ăn bình thường mà. Dưới đi lấy mà không quẹt lên thì được. Giá mắt dễ lành lắm. Tốt lòng cho nó. Tốt như con nhỏ. Quay hai cái không? Coi nó là con nào.
phải làm thế nào? Ở nhà có đứa mua nào? Bà định lau mặt sau à? Thôi chị đoán được rồi không? Thôi cười cười là chị đoán được. Giống chị thôi. Mụn đi thì quen trước. Nhưng mà lấy nó khổ. Đang đợi rửa mặt chị. Chị biết rằng mụn thì hắn có nhưng mà nằm dưới cằm như Loan ạ. Với mà liệt à. Cố lên em. Quay được cái nữa không? Tầm 23-24 bác sẽ đi vô nữa. Thư chuẩn bị đổi đời hả Thư? Chuẩn bị đổi đời hả? Nữ đẹp khác lại cua anh khác là mệt. Người làm gần trung tinh ạ. Mắt bà gần cái gì? Bọn bà em kiểu em đang ở chỉ cảnh là bọn kia mở mắt ra thế. Chị mà em chỉ trả lời bà em thấy tao có mắt à? Chửi liền. Mở mắt cả đấy. Ông Huệ chị đó kìa, đi mọi chọc và cười mở mắt ra. Mấy phút rồi hậu em? Nên quay cái nữa, đang còn nữa, nhiều quá. Tôi nhường tiếp đi, cái nhựa này nghỉ.